Nhà mình mà ai đang bị đau đầu, mất ngủ, đau vai gáy, tê bì chân tay ấy, thì chúng ta vào nghe thầy Thích Thanh Thần chia sẻ về cái kết quả sau khi mà thầy dùng nha mọi người. Đặc biệt á, là thầy Thích Thanh Thần này là bị mất ngủ, xong đó là thầy được xem Huy và bây giờ thầy dùng là cái hiệu quả nó rất là ok luôn. Thì bây giờ là thầy sẽ dành ít thời gian chia sẻ lại cho mọi người nha. À, thầy ơi, cho Huy hỏi là trước khi biết đến Huy á, thì thầy bị cái tình trạng như thế nào, thầy chia sẻ cho mọi người cùng nghe với thầy nhé. Ok, thầy nói cho Huy này này, trước khi mà thầy bị cái bệnh đây ý, thì nó cũng lâu rồi, cũng 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 phải đến đến 3 4 năm rồi ý. Nhưng mà thầy cũng đi bệnh viện, cũng đi khám rồi đi dùng thuốc cũng rất là nhiều, các bệnh viện, đặc biệt bệnh viện lớn ở Hà Nội thôi, cũng tốn kém rất là nhiều. Thế nhưng mà cuối cùng nó cũng không được, bởi vì là mỗi một ngày 24 tiếng đồng hồ thì thầy chỉ có ngủ được, nếu mà hôm nào mà ngủ trưa được ngủ gà ngủ vịt thôi, có nghĩa là ngồi ghế đấy mà ngủ gà ngủ vịt thôi, chỉ độ khoảng 10 15 phút. Thế còn chính thức mà ngủ được một trong một đêm ấy, mà hôm nào mà có nhiều công việc mà mệt ý, thì ngủ được 3 4 tiếng, còn không thường thường là chỉ được 2 tiếng thôi đấy. Thế thì qua quá trình là thầy cũng không ngủ được đấy, cho nên là mới ngồi mới xem điện thoại, lướt Facebook cho nó khỏi buồn, mà bởi vì không ngủ được thì thời gian nó rất là dài luôn, đằng đẵng luôn. Thế cho nên ở chùa thì nó lại tính nặng nữa, nó xa dân tính nặng. Thế nào mới lướt Facebook thì mới thấy con đang quảng cáo về thuốc. Thế thì thầy mới bảo là trông người thì cũng đẹp trai trắng trẻo rồi, là cũng có duyên. Thế thì thôi thì cũng là nhập vào, để người ta cứ bảo là những người người ta bán thuốc online thì nó không được chỉ chuẩn. Thế nhưng mà thầy thì cũng nói là tất nhiên là con sâu bỏ rồi nồi canh, bất cứ ở cái ngành nghề nào, bất cứ ở cái công sở nào đấy, kể cả cơ quan nào cũng có người thế này, cũng có người thế kia. Thế cho nên là thầy đấy nhìn đấy con cũng là đẹp trai trắng trẻo có duyên, mà nói đến quảng cáo online thì thầy cũng nhấp vào để là mua. Thế nhờ qua quá trình cái bệnh của thầy là nó không nó không nhức mỏi vai gáy, mà nó thì thỉnh thoảng là nó hay chuột rút chân chân với tay, là hay chuột rút đấy. Thế thì là một cái, thứ hai nữa là nó mất ngủ. Nó nhiều quá, làm cái gì thì làm, chỉ có là nhiều quá mệt quá rồi thì mới ngủ thôi, chứ còn không thì không làm cách nào ngủ được. Thế thì thấy con tư vấn thì thầy mua mua thì từ hôm thầy mua đến hôm nay được tầm độ khoảng cũng 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 chỉ cũng gần được 1 tháng rồi đấy, Gần được 1 tháng nha. gần gần được 1 tháng rồi. Thì thầy bây giờ thì ok, có nghĩa là cứ sáng uống 2 viên thì đến tối là 9 giờ lên, 7 giờ lên chùa cái là 8 giờ, 9 giờ xuống cái là lên giường là ngủ cho đến sáng luôn, có khi còn còn quên cả cái 4 giờ sáng dậy lên chùa ở khóa khóa sáng ấy, còn có hôm còn quên luôn, ngủ ngủ quên đấy. Thế cho nên là mấy ngày nay đẩy nó mưa xuống đất cát nó mới mềm ra, thì thầy bảo thế này cứ uống như này rồi chắc ngủ gần ngoài quần thì thầy không uống nữa đấy, thầy không uống nữa thì để cho mấy hôm nữa rồi là làm chồng trọt trong quần tược thì lúc đấy lại tiếp tục uống. Thì qua quá trình các Phật tử lên chùa thì thầy cũng khuyến cáo cho con không nói về thuốc cái bệnh thế này này các chúng đau mỏi tê bì chân tay rồi đau gáy, đau cổ vai gáy rồi nhức đầu mất ngủ. Thế thầy cũng quảng cáo thì cũng có mấy vị Phật tử thì cũng bảo cũng con cũng như cái bệnh như thế, khó ngủ lắm, mắt thâm xịt vào, thế sáng ra thì các cháu nó đi
làm đi giúp rồi là nó đi học đi giúp thì năm lúc còn quên cả các cháu. Thế thì thầy cũng mở bỏ cái thuốc của thầy ra thì cho người ta. Mỗi hai người, mỗi một liều, mỗi một ngày là 2 viên. Thế thì là một người 10 viên, hai người là 20 viên. Người ta uống. Thế người ta uống thì bảo ôi ôi, thầy ơi, thầy cho chúng con uống đấy nhưng mà một hai tối đầu cũng không, không chưa có gì. Tối thứ ba, thứ tư gái đã bắt đầu bây giờ ngủ ngon lắm. Thế mới bảo người ta mua thì cái này ôi chúng con không có tiền đấy. Thế thì đừng nói là thế bảo các bà tiền con cái nó cho ấy thì thôi thì ăn cái gì thì ăn, thế còn bây giờ cái bệnh tật nó như thế thì bỏ ra mà vô thuốc mà uống, sức khỏe là quý nhất trên đời. Thế còn thì tiền thì nó là cái vật đổi trao thôi, nó có mua được sức khỏe của mình đâu mà tiếc làm gì nó. Đúng rồi. Thế là nó tiền thì hôm nay nó đến vài tỷ, ngày mai nó đi vài tỷ, nó đến thì nó chẳng chào mà nó đi nó có hỏi đâu mà tiếc nó làm gì đấy. Thế là thầy cũng giáo hóa cho con như vậy. Có nghĩa là thầy uống là bây giờ thầy ngủ ngon với ngủ sâu rồi. Người khỏe hơn. Với cái thứ hai là các Phật tử mà đến chùa tụng kinh á, thì thầy cũng lấy của thầy cho các Phật tử, hai Phật tử uống thì bây giờ cũng tình trạng là ngủ cũng tốt với lại hết đau đầu, đúng thầy? Đấy, ngủ cũng ngon, bảo bây giờ ngủ ngon, đặt lên lên giường một tí nằm một tẹo cái nào ngủ được. Thế mà bảo mua thì họ đều có tiền. Thầy hồi nãy thầy bảo là hai Phật tử đấy mà uống ngày đầu tiên không thấy gì, ngày thứ hai chưa thấy gì, đến ngày thứ ba, thứ tư mới thấy ấy, là đúng. cũng thuộc là dạng nhanh đấy thầy ạ. Bởi vì không phải ai cũng nhanh như thế, có nghĩa là cũng có nhiều người nhanh như thế nhưng mà không phải ai cũng nhanh như thế, bởi vì trung bình đó là khoảng 1 đến 2 tuần thì bắt đầu mới thấy có hiệu quả. Không, những cái người đấy là người ta không có uống thuốc bao giờ. Người ta hấp thụ. Người ta rồi. Uống cái thuốc này vào nó mới hấp thụ nhanh. Người ta có uống thuốc linh tinh là nó khó, nó không. Rồi thế là trường hợp đấy là hai Phật tử đấy là kiểu cơ thể hấp thụ tốt với lại hợp với sản phẩm đấy thì đúng nhanh rồi. Hơn có một vài người cũng nhanh lắm thầy ạ. Huy có những khách là 1-2 ngày đã thấy kết quả rồi, đôi lúc nói ra đôi lúc mình không tin luôn nhưng mà vẫn có thầy ạ. Nhưng mà trung bình là 1-2 tuần. Đúng đấy. Trung bình đúng là đấy. Trung bình mọi phần lớn của mọi người là 1-2 tuần bắt đầu là thấy hiệu quả dần. Đấy là người ta đi uống nhiều thứ thuốc rồi đó. Nó nhận thuốc. Bây giờ hồi hồi lúc lúc này ấy thì nói chuyện với thầy thì Huy mới nghe thầy nói một cái câu rất là hay. Thì phần lớn cái chỗ khu vực của thầy ấy là có nhiều người là vài triệu thì tiếc, nhưng mà đến cái lúc mà bị nặng quá rồi đi bệnh viện khoảng tầm tuần rồi không được rồi về lại đi thiêu. Đấy thì đi thui. Đấy thì như thế là tự nhiên là mình đi làm rồi mình dành dụm, mình gom có cái này có tiền rồi xong đấy là mình đi thui rồi thì có tiêu được nữa đâu. Đó thì thành ra là mới nói với mọi người thành mới bảo là chứ cái đồng tiền thì là quý thật đấy, không có tiền thì không thể mua được cái này, không thể để lấy được cái kia. Thế nhưng mà cái đồng tiền quý thì quý nhưng mà nó không thể mua được cái sức khỏe của mình. Phải cho nó đi thì mới lấy được cái sức khỏe của mình. Thế thì tôi nói với các già này như này này. Tôi thấy các già người lạ có một bọc vào trong túi. Đấy bọc đấy. Nhưng mà lúc nó đi lúc nào nó đến thì nó cũng chả hỏi các bà được một câu. Lúc nó đi nó chả chào được một lời, giữ nó làm gì. Năm Huy hỏi thêm một tí nữa, năm nay thầy bao nhiêu tuổi rồi, thầy chia sẻ cho mọi người cùng biết nha. Thầy năm nay là thầy 68. Nếu mà tuổi cúng cơm ý là 68 mà tuổi dương thì 67. Sinh năm một sinh ngày 25 tháng 12 năm 1957. Rồi thầy cùng chia sẻ cho mọi người biết là hiện tại thầy đang ở đâu á, để cho mọi người cảm nhận được là cái sản phẩm của Huy là được nhiều người ở nhiều nơi dùng ấy. Thì mọi người là nói ở cái địa điểm mọi người đang ở ấy, thì thầy chia sẻ cho mọi người cái chợ mà thầy đang đang ở luôn giúp Huy nha. Thầy thì hiện nay là đang ở chùa Thủy Vân, xã Hùng Tiến, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Đấy, thầy đang ở chùa Thủy Vân ấy, mà bây giờ là nghe tiếng ếch kêu luôn đó thầy. Đấy, đúng rồi. Này, giờ nghe tiếng kêu ếch kêu đấy. Đấy, xung quanh chùa nó vắng mà xung quanh ao chuông. Chỗ khu vực của thầy ở là đồng bằng hay là vùng cao thầy?
coi như là làm bán sân địa, à bán sân địa quán ghế là dạ ở thầy đây thì con có biết chùa Hương Tích không? dạ ở ngoài đấy thì Huy không rành lắm thầy ạ. Coi như là thầy ở đây đồng À dạ núi Tây Mèo, núi đá à dạ tức là đấy, cũng gần đồng bằng mà cũng gần núi luôn. cái gần núi luôn, coi như con À địa bán sân địa mà dạ rồi dạ rồi ráp núi luôn. à dạ rồi ok thầy. Đấy thầy đây là thầy Thích Thanh Thành cho mọi người ở chủ trì chùa Thủy Vân ấy, thì bây giờ thầy uống là rất là ok luôn, thì thầy dành một chút thời gian để chia sẻ lại cho mọi người. Thì mọi người nhớ nha, sau này ai ấy mà uống khỏi rồi, tức là chúng ta uống mà chúng ta có kết quả rồi, thì cũng nên là gọi lại Huy, xong đấy là Huy sẽ phỏng vấn mọi người một tí vài phút cũng được, để mà làm gì, Được để rồi. mà cùng chia sẻ lại cái lan tỏa những cái giá trị tốt ấy. Bởi vì khi mà chúng ta biết cái gì hay thì chúng ta chia sẻ lại, coi như là chúng ta làm phước, giống như người ta hay nói câu đấy là cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp ấy, thì cái câu này rất là hay đấy. Thì chúng ta biết cái gì hay thì chúng ta chia sẻ lại thôi. Dạ Cái câu này nó là như này này dạ có nghĩa là thuốc hay thì chia sẻ mà sách hay thì cho mượn. dạ vâng dạ hay quá thầy. Rồi bây giờ nhé, thầy thầy bây giờ là cảm ơn thầy đã chia sẻ, nhưng mà bây giờ thầy Huy muốn hỏi thầy thêm một tí nữa là thầy cũng biết là cái tình trạng này rất là nhiều người bị, đặc biệt là những cái người mà từ 40 mấy 50 mấy tuổi trở lên là bị rất là nhiều, mà còn mà 60 mấy 70 mấy 80 mấy thì càng nhiều nữa đấy, đấy là bị đau đầu hoặc là mất ngủ, đau vai gáy tim tay. Thì thầy thấy là có nhiều người bị như thế, thì thầy uống thì thầy có kết quả rồi, thì bây giờ thầy muốn chia sẻ gì, thầy muốn nói nhắn nhủ gì với mọi người mà đang được xem cái video này không? Thầy mong tất cả mọi người là sức khỏe là vốn quý, có sức khỏe thì cả gia đình mới vui, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Thế thì nhà chùa cũng khuyên mọi người là thôi, chẳng có ai mà sống được được mãi. Thế nhưng mà mỗi một người sinh ra thì có sinh ra và cũng có mất đi, nhưng mà trong cái lúc sinh ra thì là khỏe mạnh và cái lúc sinh thời cũng là khỏe mạnh, khi bước vào tuổi xế chiều thì nó sinh ra bệnh tật. Thì mọi người ơi đừng có tiếc tiền làm gì, mình làm được ra tiền, tiền không làm được ra mình, thì thôi thì cũng cố gắng để mà dùng để mua thuốc để mà uống để trị cho cái bệnh của mình. Cái bệnh của mình ý thì chỉ có mình mới trị được nó thôi, chứ còn con cái vợ chồng anh em bè bạn không ai san sẻ được cho mình, chỉ có mình chịu được thôi. Thì cứ cố mọi người cố gắng hết mức để mà mua thuốc của Huy để mà trị cái bệnh. Cái thứ nhất là khỏe cho mình đấy, để mà trông nom nhà cửa, nếu mà già thì trông nom các cháu nhà cửa để cho con cái đi công tác, nếu mà còn trẻ thì là cũng phải lo cho chồng lo cho con, thế rồi thậm chí là lo cho cả cháu nữa. Thế thì một người khỏe hai người vui, cả nhà đều vui mọi người nhé. Thầy chia sẻ như thế là quá hay luôn, cảm ơn thầy nhiều nha. Và Huy muốn nhắn thêm một lần nữa đấy là mọi người mà nhà mình đấy mà khi mà được xem như thế rồi, thì chúng ta biết là đã có rất là nhiều người dùng khỏi rồi, thì chúng ta mà bị đau đầu mất ngủ, đau vai gáy tê bì chân tay, hay là hoa mắt chóng mặt bồ tai tiền đình ấy, thì chúng ta nhắn số điện thoại, thì lúc đó là Huy và các bạn trợ lý của Huy sẽ tư vấn thêm cho mọi người. Còn nếu như mà chúng ta hiểu rồi thì không cần tư vấn đâu, chúng ta nhắn số điện thoại, địa chỉ để chúng ta đặt hàng luôn mọi người ha. Rồi cảm ơn mọi người đã xem được cái video này và chúc mọi người thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn thầy Thích Thanh Thành đã dùng hiệu quả rồi và chia sẻ lại cho mọi người nha. Mô Phật thì chào con nha, chúc Dạ con vâng. được khỏe và cố gắng làm sao lo được cái tổ ấm của mình đi. Dạ rồi. Ok. Huy cảm ơn thầy ạ. Mô Rồi Phật xong chào rồi con. đấy, thầy ạ. Thì cảm ơn thầy đã dành thời gian phỏng vấn nha. Thì khi mà thầy biết sao không? Cái này là mình làm cái này giống kiểu mình làm thiện luôn thầy. Bây giờ là nhiều người mà được xem cái này xong là rất là nhiều người dùng luôn. Thầy biết là một thời gian sau là
cũng có rất là nhiều người được xem cái video này của hai thầy với con ấy, xong là mọi người dùng nhiều lắm. Thì Huy mấy năm nay ấy, là Huy phỏng vấn rất là nhiều, xong mà nhiều người bảo là ông Huy này sao ông siêng vậy, là buổi khuya buổi tối thì đi chơi đi, còn trẻ thì lo mà đi chơi đi, chứ làm gì mà cứ nói chuyện với phỏng vấn khách hàng cả ngày, với lại tư vấn cho khách hàng cả ngày cả đêm thế. Thế thì thầy biết là Huy là tư vấn cho khách đến khi đi ngủ luôn, gần như ngày nào cũng thế. Đấy, gần như ngày nào cũng thế, chỉ trừ thời gian đi học với lại sinh hoạt thôi. Đấy, học học Huy vẫn học tiếp mà, học đi học tiếp học mãi mà. Thành ra là nhiều người cứ bảo là dành thời gian đi chơi nhiều lên, thì thật ra mình cũng phải là ham chơi lắm, lâu lâu cũng đi chơi cho giải khuây thôi. Thì thầy biết là bởi vì mình làm cái này á, mình thấy là nhiều người khỏe lên ấy, và thỉnh thoảng là có khách hàng hỏi là Đi cái cảm chơi ơn ấy, mình nhiều cũng ấy, sướng thầy ạ. đi chơi nhiều cũng không tốt đâu con ạ, Dạ vâng. đi chơi nhiều không tốt đâu đấy, cho nên là ví dụ như là mình có đi giải trí, đi ra công viên là đi ra gì để gọi là khuây khỏa một tí xong rồi về làm việc thôi, chứ còn thì đi chơi nhiều cũng không tốt, Đúng rồi. nhất là với bạn bè. Bạn Vâng. bè thì cũng có người tốt, cũng có người không tốt, cũng có người vừa vừa, cũng người, nên là nó khó lắm, Dạ đời vâng. đời nó khó lắm. Thế cho nên là các cụ ngày xưa thường